Rồi mình chào cả nhà nhé. Nay mình đi bắt dạp với ba chị ba nha. Chị ba mới gặp mánh dạp chỉ ba chị ba đang kêu nè, bà đang kiếm đằng kia nè. Bà đang kiếm. Hai mánh chỗ luôn hả? Không. Đây mánh hả? Không. Mánh vậy đó hả? Mánh nè. Mánh vậy đó hả? Ừ, còn này cái đây nè, này có lồ đứng đâu rồi. Đây nghe cả nhà. Hai. Vậy đâu đây nè. Đây này lỗ này phải không? Ừ. Bắt bên kìa. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Đây bắt. Ôi con bự chưa ai? Này con này bự nè. Ừ. Ừ. Ôi, đẹp quá. Đã không? Hai con kế bên luôn. Đã chứ. Chị mới gặp hai mánh đó phải không? Ừ. Đã không nè, hai con trổ luôn. Nằm trong đám có kẹn. Anh em mình giật kiếm mới thấy. Nằm trong kẹn đây. Thấy gì không anh ba? Đâu chị ba? Dài vậy là dài đây có nè. Dài đây có nè, mà không biết mánh. Đâu mánh đâu? Mánh đầu nè. Đầu vậy luôn hả? Thấy không? Đó rồi. Đây phải không? Ừ. Lời chút xíu vậy đây hả? Ừ. Ôi con nó bự á. Đó. Ôi trời. Mánh vậy tôi nhìn tôi kiếm tôi đâu có biết đâu. Lâu. Ồ, bự nữa nha. Nãy chị ba gặp ba con rồi đó. Mình anh ba chưa gặp được con nào hết. Bự hả? Lú luôn hả? Đó. Thấy không? Thấy, thấy, thấy. Của nó bự á. Ồ, lụi. Bự. Đã đi không? Ừ. Ồ, giờ bự đã ghê chứ. Tôi kiếm từ nãy giờ không thấy cái mắm, cái lú gì trơn luôn trời. Cái tụng nãy tôi để đâu đó đó mà. Đâu rồi, đây nè. Đây chưa? Ba con. Đây cả nhà. Cuối cùng mình cũng phát hiện được con nữa nha. Đây nè. Ôi, nằm lú mỏ nè, đã không? Cuối cùng cũng phát hiện được con, không tự nha. Ủa con này nhỏ anh ba không bự không? Cầm cộng à, không đâu không bự không? Anh gặm con của anh đâu đâu coi coi. Không trọng luôn. Đâu? Hả? Nó quay, nó quay. Cặp chỗ này nó tuồn quá kiếm có nè. Coi kỹ kỹ coi. Mánh không khó đang chết luôn. Cặp ổng là thấy ngon rồi. Hử? Thì hai con gọn gọn rồi chứ không bự. Nào. Bự con coi tôi nhỏ, còn gì bạc bự nha. Chị ba gặp con nữa nha. Nè. Mánh sao đâu mánh nè. Ờ thấy rồi. Thấy không? Nè. Ờ thấy rồi. Chẳng mấy tiếng. Thử. Thử. Ăn nè. Ôi, biết mánh chứ tôi Cường kiếm gì lâu gặp hết trời. Mình phát hiện đang con nữa nha. U cái lỗ có chít nịt nhìn người thấy. Nè nè. Nè nè. Nè nè. Lỗ này chít nè. Nè nè. Lỗ này. Lỗ có chít nhìn. Chỉ đấy mà. Được, được. Cũng chồng ạ. Nè nè. U đã. Đâu, của anh ba là hai con anh ba. Đây anh ba. Ừ, anh ba được hai con cái này. Ừ, hai con bự. Đã nè. Thưa chứ không được nhiều. Đừng con nữa hả chị ba? Đâu đây ơi. Bắt chưa? Đâu. Tụi con có mánh rồi. Đâu. Thấy rồi. Thấy rồi thôi.
Ở đây chạy 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 này không hen. Bắt ốc gì vậy? Chị bắt ốc nè. Là dài cả nhà. Nữa hả? Đâu đâu mắm mắm là gì? Đây là dài nha cả nhà, chứ không nhiều. Kiếm, giật kiếm nhỏ quá. Đâu? Ừ. Đó kìa. Đó kìa, mau. Lú của mẹ có chút xíu. Một xì nước. Trong này giờ trong này khó lắm anh ơi. Kiếm kỹ kỹ ra. Có hả chị ba? Ôi ôi. Con anh hả? Dạ. Thằng con nữa cả nha. Hai con. Đã không nha. Chị ba gặp đắng nước rồi. Bữa không chị ba? Đâu? Đây. Hai con nha cả nhà. Đó thì chứ. Chị ba lượm mấy ốc, ốc len hả? Ừ. Ốc len nè. Đây cả nhà, mình phát hiện lên đây nè. Ô con vợt bự. Nằm nó có kèn cả nhà. Đâu rồi, đâu có yêu vậy? Đây 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 đây. Không có được đưa vô nữa cả nhà. Nè cả nhà. Nè cả nhà, nằm dưới đây nè. Nằm lớn nè. Giật lại tao ạ. Ôi ôi giật bự. Ừ bắt kẹt cái ghế ốc kẹt. Móc ngơi lên. Ôi nè cái nhà. Ôi giật đá. Còn đang con cái này. Cái mình nói giờ mình thấy được hai con nha cái nhà. Mình có bụp nè. Nè cái nhà nằm lòi lên luôn nha. Nè cái nhà lòi lên luôn nè. Lòi luôn đấy. Đó cái nhà tao hai con nha cái nhà. Ô đã nè nó lú mỏ lên. Ừ đã quá nha, hai con bự. Anh ba mới đi ngang đây nè, không thấy đã quá cái nhà ơi. Hả anh gặp cái gì đâu? Anh ba gặp này cái nhà. Đâu? Bự không? Ồ, quần chụp lép dưới vậy. Lú ở con à, hồi nãy cho bố bụng lú vậy. Nè nè. Ồ, con này cũng trọng á. Ba con nha nha. Ồ, quá. Đây nè cả nhà. Còn, mới thấy còn kế, còn mắc nãy nè cả nhà. Nãy nè. Bự từ 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 đi ra. Đây nè nha. Con nãy mình mới bắt bên đây nè, lỗ nè. Bắt rồi, giết rồi. Giết rồi hả? Giết đi, giết đi. À, nãy mình bắt con nằm đây nè. Đó. Bây giờ nằm đây mình qua đây mình kiếm mình mới thấy nó. Ôi đã thiệt chứ. Ôi ôi. Nó không lại luôn. Ôi ôi dạ bự. À thiệt chứ. Còn đi. Còn đang con nữa nè. Phát hiện hai con kế bên luôn. Ui cây cố quá. Lú rồi. Lú lên luôn nè nha. Nửa con không đã đi chứ. Ui bự á. Sao ta cũng như ông vậy chứ gì. Ừ. Đó đã không cả nhà. Ui. Hai con nữa nha. Hai con bự luôn. Không biết trong này còn con nào nữa không. Đã đi chứ. Mà ngồi bên kia cái miệng nó quay xua qua bên đây nhìn thấy hả chị ba. Đâu có chị mấy con đâu được đây. Bốn con luôn hả dạ? Hai con nhỏ, bố ba con bự, năm con. Dạ, chị ba nè. Bốn con luôn nè. Lại bỏ tụng được để khách, khách tụng vào đây bỏ vô. Kiếm này tiếp.
Lý nha, ngon ha. Bạn gọi đây chị ba, trời ơi nhán đạp nè. Ôi ôi, nhán đạp luôn, bự bự á. Ôi ôi, vậy mà ông vượm đi ngang không thấy luôn. Tao mới đi tới. Chị ba mới qua. Ôi ôi, cái này nhán đạp luôn. Còn Lý à, đâu, đâu, con anh đâu. Trời ơi, nằm bụp lội lên luôn á nha. Nó lội nước, bắt đi, bắt đi. Làm cho nó lội lên luôn. Mưa trời, đứng hù vậy. Bự không? Đâu? Mánh là gì? Mánh lội lên đó. Thấy không? Đó. Ừ, thấy rồi, thấy. Ừ, thấy nha. Ăn không? Con này cũng trọng á. Ngon. Ăn nè. Đây cả nhà, mình mới phát hiện hai con nữa cả nhà ơi. Đã thì chứ. Đâu rồi, mới đây đâu rồi. Đây nè cả nhà. Đây, đây nè. Bánh nhỏ xíu luôn nè. Đây ngon nữa cả nhà. Kế bên luôn. Này cả nhà. Đó, nè. Sao thấy con đâu, con bằng hai đâu. Thấy nó vậy? Không có hai ngồi đó đi. Đây cả nhà. Đó, đã không? Hai con kế bên luôn. Đã thì chứ. Đây nè cả nhà. Ui trọng à, ngon nha. Trời ơi, đã hai con. Là chị ba. Ăn không? Hai con bự không ha. Ừ. Đâu con ăn đâu? Bự không? Bự không? Đâu? Ừ, này nha, lúa nè, thằng bà mới móc nè, móc đi. Bự vậy đó. Còn quá. Con có nè. Đâu? Đâu? Ừ. Ui. Hả? Nhiều không vậy? Đâu? Ừ. Ơ. Ừ. Ừ. Lú lên. Ờ rồi. Nhỏ. Ồ. Cũng trọng. Được cái thứ nhỏ gì? Được cái thứ. Ừ. Trong mấy có cô kèn nè, chứ có nè. Thẳng mấy ký không chị? Hả? Bảo ký. Đầu. Đó. Ừ. Thì vợ mới nặng nè. Ừ, có Lý này nè. Có Lý. Ừ, ngon. Mưa nữa anh ba ơi. Ơ, ừ, chết được thật chứ. Con có mưa lớn không? Mưa lớn gì chứ. Trời ơi. Ờ, bởi vậy ăn cơm đi. Ổng rồi. Trời ơi, ngon. Trời ơi, bự. Dạ. À. Cái gà ổng mà bà muốn thôi, trời ơi, trời ơi. Vậy mà ông ta đi ngang không thấy. Rồi cả nhà. Dập mình với anh bà chị ba bắt hồi nãy ngoài rừng nè cả nhà. Cũng không được nhiều cả nhà ơi, khoảng chắc khoảng 4 kg thưa mà mấy anh em mình với chị ba bắt lai gai cũng được 4 kg cả nhà, được một hai con nhỏ vậy thôi, còn nhiều bự bự không cả nhà. Điều nè, ngon ghê không? Nãy mưa lớn quá rồi anh em mình về luôn chứ mưa lớn quá không có bắt nữa cả nhà. Thừa quá cũng không có được nhiều rồi bắt lai gai. Này mình rửa sạch rồi nè, mình lấy bằng chải mình sạc sạch nè, cái này nó nhám nè cả nhà, nhám mình phải rửa sạch mới được. Ngon quá nè, nào nó vẫn tươi. 4 kg nè, nặng lắm. Nè, chị ba bắt được mấy ốc len nữa nè cả nhà. Nó được 4 ốc len. Nó không còn. Nóng rồi. Bà thằng nướng là cho nó hơi cho nó hả hồng nữa mà hành nè cả nhà. Đang chắc lên lửa cho nó hả hồng. Gió quá nha. Để làm cho nó hả hồng nè cả nhà. Để than mình để lên là nó chảy nước ra là tắt bếp luôn á. Khó dữ à. Có mấy con nhỏ à, con bự bự điều không mày. Thưa mà cũng được. Hải hồng cả nhà. Hải hồng gì mà tách lấy bên vỏ đặng nướng nha cả nhà.
quá. Bà đang vô mớ hành này nè, đang ướt mưa luôn á vậy. Mưa hai anh em giờ vô trong gạp luôn, mưa lớn luôn chứ. Hai anh em tách vỏ xong giờ anh ba đang vô mớ hành. Sôi đã, xèo xèo lên. Nay bắt về bắt giờ được bao nhiêu đây cả nhà? Được 2 dĩ. Xèo xèo này. Ồ xò này nè. Xòi này nè. Ồ cắt xuống. Mở nó muốn khô mở luôn. Mà bạn cắt quá đã, thơm quá tài. Cả nhà, dạ anh ba nướng mà hành xong mới gấp ra nè cả nhà, tách vỏ ra rồi nướng cũng không còn nhiều cả nhà, ít cỡ 4 kg mà nướng được mâm nhỏ nhỏ. Giờ chứ anh ba, mời cả nhà nghe. Vô làm dập nướng mà hành coi, lâu lắm mà không ăn. Là tôi với ông Nguyên Nhân Quốc làm một mâm bự tới giờ luôn, lâu quá. Làm đi, làm đi, cũng lâu à, cũng lâu lắm rồi, mập hen. Quạt luôn đó, hàm thử coi. Mời cả nhà nha. Thử coi sao. Cơm đã đời rồi nè. Hấp dẫn. Hấp luôn không bỏ. Cái nước cũng mở mà. Rồi mình mời cả nhà nha. Dưa leo anh ba cặp vô. Anh ba bẻ mấy trái me nè. Anh ba phái me. Con này nó teo lại ruột khỏi chút xíu. Quá rồi, sâu rồi. Ừ, teo. Mở kìa. Hấp dẫn quá cả nhà ơi. Mình mời cả nhà nha. Nó có cái đồ gấp than, gấp than này vô cái nó lẹ hơn. Có cái đồ hút lan này sang vào vậy mau vàng. Thì quá. Ngon ha. Béo mà thơm. Lụi lụi nhớ cái đỏ tươi. Quá béo. Dưa leo quá nhỉ. Quạt ăn me, me mà chua chết bán phái. Tính ra cũng mập chứ không mập không ha. Với mình nướng nó phải teo rồi. Nướng đúng teo chứ phải như mình luộc. Dập này không có dập bự hung mà cũng đều ngon. Luộc nó vừa bật ra cái giờ mới luộc nó còn do. Rồi mình mời cả nhà nha. Làm con dập bự coi. Làm con dập còn mỡ hành nhiều coi. Ba làm con dập nhỏ à. Tí hòn mini. Con này cả nhà. Khoảng con mấy ký hành ngon. Nước này mình mời cả nhà nha, nước ngon. Béo. Quá ngon. Béo ngon quá cả nhà. Dập này là nay là chị ba bắt nhiều nhất nè. Mình với anh ba bắt ít, chị ba mới biết mánh, còn mình không biết, mình ngồi kiếm mình mò móc. Wow. Anh ba cũng bắt ít, anh ba bắt cũng mấy con. Những cái đường cái xa. Rồi mình mời cả nhà nha. Là lâu lâu làm có lý ngon. Làm đi, làm vô làm gì đi. Nói chứ hai anh em 4 kg dập nước mỡ hành cũng ngon đó chứ. À, má người ta đây. Tại cái vỏ nó nặng chứ ruột thì... Mà cả nhà nha. Ruột thì phải dậy rồi dập mà. À quá cả nhà. Ui ớt chả. Trời, những ớt này. Rồi mình mời cả nhà nha, hấp dẫn quá. Ừ,
cũng được chứ mập không à, cũng, cũng mình nướng chỉ cũng đợt này đẻ rồi. Cũng đẻ rồi cái gì nó cũng, à, cũng béo ha, còn được cái gì nó không có béo như hồi chưa đẻ phải không, chưa đẻ còn cứng rồi. Nó đẻ tháng nào bây giờ mưa xuống á. Ừ, mình cuối mà mưa rồi. Ừ, đẻ rồi mà tính ra cái bãi này nó có lai gai hoài nè ha, có suốt luôn với bạn. Ừ, trong đó mà khó đạch mà cả nhà nha. Còn lý quá cả nhà, này đi bắt được mấy cái dạp chứ không có gặp hang cua nè, anh ba không bắt được con cua nào hết. Này là trái cua làm đi, con cua khô với nước khô. Ừ, mấy con mà nó dạng khô nước nó thơm làm có lý, mấy con khô nước được cái này, mấy con khô nước nha, thơm nó khô. Ừ, mà nó thơm, khô nước vậy là thơm ngon. Ớt vô rồi mình mời cả nhà nha. Ờ, ngon quá cả nhà. Mưa nữa rồi cả nhà, mưa lớn tới nữa nè, ngày mai là buổi chiều không được yên luôn, anh em đang bắt dợp ngon lành rồi mình mời cả nhà nha. Con hành nhiều nhiều thơm, còn mấy con có hành thơm quá cả nhà. Rồi mình mời cả nhà nha. Trời ơi, ngon cả nhà. Mấy con khô gì ăn nó thơm. Thêm mấy gì đâu. Vừa lớn quá. Thôi anh em mình cũng bắt dạp về, nếu mà hành rồi sương sương vài ly vậy thì cũng xin kết thúc video nha cả nhà. Hẹn cả nhà là lời video sau nha. Dạ, chào cả nhà nha. Rồi anh em mình chào cả nhà.